Kể từ khi Premier League chính thức trở lại sau khoảng thời gian tạm hoãn vì Covid-19, Manchester United của Solskjaer đã cho thấy những dấu hiệu trở lại mạnh mẽ. Họ liên tiếp giành được những chiến thắng ở cả Premier League lẫn FA Cup, trước những đối thủ cũng rất cần điểm số để cạnh tranh cho một suất dự Champions League như Sheffield, hay cần điểm để tránh một suất xuống hạng như Bournemouth. 4 trận gần nhất, United ghi được đến 13 bàn thắng, một con số khủng khiếp, trái ngược hoàn toàn với phong độ của họ hồi đầu mùa. Người hâm mộ United đang cảm thấy tự tin hơn bao giờ hết khi với sự trở lại của Paul Pogba lẫn Nemanja Matic, kết hợp với ba hợp đồng đáng giá đến từng xu Bruno Fernandes, họ đang sở hữu một bộ ba hủy diệt nơi tuyến giữa. Chân sút cập bến Man United ở kỳ chuyển nhượng mùa đông, Bruno Fernandes mới đây đã được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất câu lạc bộ 3 tháng liền, một kỷ lục vô tiền khoáng hậu trong lịch sử đội chủ sân Old Trafford. Nhưng ảnh hưởng gần như ngay lập tức của tiền vệ người Bồ Đào Nha lên lối chơi của Quỷ Đỏ là không phải bàn cãi. Nhưng bên cạnh đó, sự tỏa sáng của những cái tên khác trên hàng công cũng đóng vai trò quan trọng trong chuỗi trận thăng hoa của Man United. Anthony Martial trận đấu gặp Sheffield, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Quỷ Đỏ trên một vị trí trong top 4 và có cú hat-trick đầu tiên trong sự nghiệp. Marcus Rashford trong chiến thắng 5-2 của United trước Bournemouth ngày hôm qua cũng đã có bàn thắng đầu tiên sau khi trở lại, một cú hích tinh thần lớn cho tiền đạo trẻ người Anh. Nhưng đáng chú ý nhất phải kể đến cầu thủ năm nay chỉ mới 18 tuổi, một sản phẩm cây nhà lá vườn, Mason Greenwood. Greenwood gia nhập hậu vệ của Manchester United vào năm 6 tuổi. Sau khoảng thời gian thi đấu cho đội trẻ, vào tháng 7 năm 2018, Greenwood cùng với đội 1 trải qua tour du đấu trước thềm mùa giải ở Mỹ. Tháng 10 cùng năm, Mason Greenwood ký hợp đồng chuyên nghiệp đầu tiên với Quỷ Đỏ. Tháng 12, cầu thủ trẻ thậm chí còn được huấn luyện viên của Man United khi đó, Jose Mourinho, cho tập luyện cùng với đội 1 trước trận đấu gặp Valencia tại cúp châu Âu. Mặc dù là một trong những cầu thủ trẻ triển vọng nhất của bóng đá thế giới, nhưng Mason Greenwood đã không có nhiều cơ hội để chứng tỏ bản thân như thời Jose Mourinho. Chỉ đến khi Ole Gunnar Solskjaer lên nắm quyền tại Old Trafford thì Greenwood mới có màn ra mắt đội 1 ở một trận đấu chính thức. Phút 87 trong cuộc đối đầu với PSG tại Champions League mùa giải 2018-2019, Mason Greenwood trở thành cầu thủ trẻ thứ hai trong lịch sử Man United thi đấu tại cúp châu Âu. 4 ngày sau, anh cũng đã có màn ra mắt ở Premier League trong thất bại 0-2 của United trước Arsenal. Mùa giải 2019-2020 là mùa bóng mang tính chất bước ngoặt đối với Greenwood. Đó cũng là mùa giải mà người hâm mộ Quỷ Đỏ được chứng kiến những màn trình diễn ấn tượng của cầu thủ trẻ người Anh. Greenwood trở thành cầu thủ trẻ nhất trong lịch sử Man United ghi bàn trong một trận đấu thuộc cúp châu Âu, và trong khoảng thời gian từ tháng 9 đến tháng 12, Greenwood đã ghi được đến 7 bàn thắng trong 6 trận của Man United ở 3 đấu trường League Cup, Premier League và Europa League, một thành tích quá đỗi ấn tượng với cầu thủ khi đó chỉ mới vừa bước sang tuổi 18. Sau những màn trình diễn ấn tượng mùa giải năm ngoái, thì ở mùa giải năm nay, Mason Greenwood đã được thi đấu thường xuyên hơn cho Man United ở cả Premier League lẫn những giải đấu cúp, và cầu thủ trẻ người Anh đã không phụ lòng tin của Solskjaer. Greenwood cho đến thời điểm này đã có tổng cộng 41 lần ra sân cho Quỷ Đỏ trên mọi đấu trường, trong đó có 26 lần ở Premier League và có được tổng cộng 15 bàn thắng. Với thành tích kể trên, Greenwood đang nổi lên như là một trong những cầu thủ tự tin xuất sắc nhất thế giới thời điểm hiện tại. Greenwood là chân sút tự tin có nhiều bàn thắng nhất ở 5 giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu, là cầu thủ tự tin có thành tích tốt nhất trong lịch sử Man United và là cầu thủ Man United đầu tiên có được 6 bàn thắng tại giải ngoại hạng trước tuổi 19. Phong độ của Mason Greenwood kể từ khi Premier League trở lại là rất cao. Trong trận đấu gặp Brighton, cầu thủ trẻ này có một bàn thắng và một kiến tạo, giúp Quỷ Đỏ có được chiến thắng 3-0. Ở màn đối đầu với Sheffield, dù không ghi bàn nhưng Greenwood đã không ít lần khiến cho các cầu thủ phòng ngự của đội khách phải chật vật trong việc ngăn cản anh. Và trong trận đấu mới đây gặp Bournemouth, Greenwood đã chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng việc Solskjaer nói anh là cầu thủ có khả năng dứt điểm tốt nhất ở Man United hiện tại là không ngoài chút nào. Ngoài khả năng ghi bàn bằng cả hai chân, điều mà huấn luyện viên đội trẻ Man United từng xác nhận, Greenwood làm được điều này từ năm 8 tuổi. Greenwood còn là ông vua trên đường đua tốc độ. Khả năng bứt tốc của sao trẻ người Anh phần nào rơi vào quên lãng cho đến trận đấu với Everton vào tháng 12 năm 2019. Có tình huống Greenwood mở tốc độ và máy tính của ban tổ chức đo được anh có phải bứt phá ở vận tốc 37.6 km/h. Đây là vận tốc biến Greenwood thành cầu thủ chạy nhanh nhất United, phá kỷ lục 37.2 km/h của Fred lập ra. Bên cạnh Daniel James, cầu thủ nổi tiếng về tốc độ cũng chỉ đạt được 36.9 km/h. Thuyền trưởng Ole Gunnar Solskjaer đã có những lời nhận xét về cầu học trò cưng của mình như sau: "Tôi đã chứng kiến Wayne Rooney thi đấu khi cậu ấy còn bằng tuổi với Mason bây giờ. Mason là một chuyên gia dứt điểm. Cậu ấy biết chính xác mình cần phải làm gì với trái bóng khi cậu ấy ở trên sân. Nếu như cậu ấy sút, cậu ấy sẽ ghi bàn. Mason sẽ trở nên xuất sắc hơn nữa và phong cách chơi bóng của cậu ấy sẽ được cải thiện. Tôi không muốn so sánh cậu ấy với Ronaldo hay Rooney bởi vì điều đó là không công bằng. Nhưng tôi chắc chắn rằng cậu ấy sẽ có một sự nghiệp riêng, hứa hẹn sẽ rất thành công." Những lời nhận xét của Ole Gunnar Solskjaer là hoàn toàn có cơ sở khi tính riêng trong trận đấu gặp Bournemouth,
Mason Greenwood đã có hai cú sút trái phá làm tung lưới thành Ramsdale, một bàn chân trái và một bàn chân phải. Nói rộng ra thì ở mùa giải năm nay, Mason Greenwood đã có 8 bàn ở Premier League, dù con số bàn thắng kỳ vọng của anh chỉ là 2,49. Đặc biệt hơn, 7 bàn đến từ chân trái của cầu thủ trẻ này sau 19 cú sút, với con số bàn thắng kỳ vọng chỉ vỏn vẹn 1,62. Có vẻ như dưới sự chỉ bảo của sát thủ với gương mặt trẻ thơ Solskjaer, thì kỹ năng dứt điểm của Greenwood đã đạt đến sự hoàn hảo. Người hâm mộ Quỷ Đỏ giờ đây đã tìm thấy một tiền đạo với khả năng dứt điểm quyết đoán kể từ sau sự ra đi của Robin van Persie. Cầu thủ làm được điều đó khi chỉ mới là một chàng trai chưa đầy 19 tuổi. Giờ đây, chúng ta lại nhớ lại những gì mà đồng đội và huấn luyện viên khác đã từng nói về Greenwood. Marcus Rashford đánh giá anh cũng là một cầu thủ đáng sợ. Luke Shaw cũng tuyên bố Greenwood có thể trở thành một trong những cầu thủ hạng nhất thế giới trong tương lai không xa. Các huấn luyện viên từng dạy anh tại học viện Man United đều khẳng định chưa thấy cầu thủ nào giống như Greenwood, người vừa có tốc độ, sự tinh quái, lẫn khả năng chơi bóng bằng hai chân. Rõ ràng là những gì mà người hâm mộ Man United nói về Greenwood không phải là những lời xã giao hay theo kiểu con hát mẹ khen hay. Rõ ràng, Greenwood đã trở thành một phần quan trọng trong kế hoạch mới của Solskjaer. Sự thoải mái mà anh đã thể hiện là một tín hiệu cực kỳ đáng mừng. Giờ thì các cổ động viên Quỷ Đỏ lại có thêm lý do để chờ đợi những trận đấu tiếp theo. Nói gì thì nói, chứng kiến một cầu thủ trẻ đã gắn bó với đội bóng suốt nhiều năm tỏa sáng trong màu áo đội 1 vẫn mang lại một cảm giác gì đó không thể so sánh được. Man United đã ném cả tỷ bảng vào thị trường chuyển nhượng trong nhiều năm qua, hồng nuôi giấc mơ trở lại vị thế đỉnh cao. Tuy nhiên, khi một cầu thủ 18 tuổi trưởng thành từ học viện của đội bóng chơi một thứ bóng đá đẳng cấp, các cổ động viên Quỷ Đỏ có thể cảm thấy ngày trở lại của họ đang rất gần. Với chuỗi trận thăng hoa trong thời gian qua và việc các đối thủ cạnh tranh trực tiếp như Leicester, Tottenham, Chelsea hay Wolverhampton sấy chân ở những trận đấu quan trọng, Man United hiện đang rút ngắn cách biệt với vị trí thứ tư của Chelsea xuống chỉ còn 2 điểm. Premier League hiện chỉ còn 5 vòng đấu nữa là kết thúc và lượt thi đấu của Quỷ Đỏ được cho là tương đối dễ thở khi họ chỉ còn phải gặp duy nhất một đối thủ sừng sỏ nữa là Leicester City ở vòng đấu cuối cùng. Với việc lịch thi đấu của Chelsea cũng như Leicester sắp tới đây sẽ rất khó khăn, cùng với đó là chuỗi phong độ cao của những trụ cột như Pogba, Bruno Fernandes, Anthony Martial và đặc biệt là Mason Greenwood, thì ban lãnh đạo cũng như người hâm mộ nữ đỏ thành Manchester hoàn toàn có thể hy vọng vào một vị trí trong top 4 dành cho đội nhà ở mùa giải năm nay. Một vị trí sẽ giúp họ chắc suất tham dự UEFA Champions League mùa giải năm sau. Cờ đã đến tay, liệu Man United có phất được hay không? Hãy cùng đón xem những trận đấu cuối cùng của giải Ngoại hạng mùa này để tìm câu trả lời.